lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì nên tự xa lìa việc giết hại sanh mạng cũng khuyên người khác xa lìa việc giết hại sanh mạng thường xuyên chính thức tuyên dương pháp xa lìa sự giết hại sanh mạng hoan hỉ khen ngợi người xa lìa giết hại sanh mạng nên tự xa lìa việc không cho mà lấy dâm dục tà hạnh cũng khuyên người khác xa lìa việc không cho mà lấy dâm dục tà hạnh thường xuyên chính thức tuyên dương pháp xa lìa việc không cho mà lấy dâm dục tà hạnh Hoan hỷ khen ngợi người xa lìa việc không cho mà lấy dâm dục tà hạnh. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng tác quả vị giác ngộ cao tột, thì nên tự mình xa lìa lời nói hư dối, cũng khuyên người khác xa lìa lời nói hư dối thường xuyên chính thức tuyên dương pháp xa lìa lời nói hư dối hoan hỉ khen ngợi người xa lìa lời nói hư dối nên tự mình xa lìa lời nói thôi ác lời nói chia rẽ lời nói hỗn tạp cũng khuyên người khác xa lìa lời nói thôi ác lời nói chia rẽ lời nói hỗn tạp thường xuyên chính thức tuyên dương pháp xa lìa lời nói thôi ác lời nói chia rẽ lời nói hỗn tạp hoan hỉ khen ngợi người xa lìa lời nói thôi ác lời nói chia rẽ lời nói hỗn tạp này thiện hiện nếu đại bồ tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì nên tự mình xa lìa tham dục cũng khuyên người khác xa lìa tham dục thường xuyên chính thức tuyên dương pháp xa lìa tham dục hoan hỉ khen ngợi người xa lìa tham dục nên tự mình xa lìa sân giận tà kiến cũng khuyên người khác xa lìa sân giận tà kiến thường xuyên chính thức tuyên dương pháp xa lìa sân giận tà kiến hoan hỉ khen ngợi người xa lìa sân giận tà kiến